Chào các bạn, hôm nay Phong Thủy May Mắn sẽ luận giải về tử vi 2020 của những người sinh năm 1979 kỷ mùi. Có thể thấy mỗi con giáp là một biến số khác nhau, có quỹ đạo chuyển động riêng của mình. Những chuyển động này có ảnh hưởng trực tiếp tới công danh, tài lộc cũng như là vận hạn của mỗi con giáp trong năm 2020. Tử vi 2020 cho thấy trong năm tuổi Mùi hại Thái Tuế nên Phong Thủy May Mắn tặng miễn phí cho bạn Thái Tuế phù là bùa may mắn trong năm 2020. Các bạn hãy liên hệ với Phong Thủy May Mắn để nhận được phần quà này nhé. Còn bây giờ, các bạn hãy cùng Phong Thủy May Mắn tìm hiểu về tuổi Kỷ Mùi năm 2020. Con giáp thuộc niên mệnh này, bản mệnh nạp âm là Thiên Thượng Hỏa, có ngày sinh từ ngày 28 tháng 1 năm 1979 đến ngày 15 tháng 2 năm 1980. Đầu tiên thì cùng xét về nam mệnh. Về sự nghiệp, trong năm 2020 do ảnh hưởng của Tý Thủy lộ xuất thiên tài và cục diện tương hại nên người tuổi Mùi thường rơi vào tình trạng nóng nảy, dễ bực bội, công việc thì không được thuận lợi, phải làm việc vất vả hơn mọi người. Tuy nhiên, điều an ủi là bản mệnh khá có duyên nếu làm trong lĩnh vực kinh doanh tài chính. Nếu biết nắm bắt thời cơ, bạn sẽ gặp được cơ hội để thể hiện tài năng và năng lực của mình. Để công việc được suôn sẻ, gặp ít sóng gió, khuyên anh chị nên thỉnh bát bảo tâm kinh và vòng tam hợp quý nhân. Vòng tam hợp quý nhân dùng để chiêu quý nhân. Khi được quý nhân giúp đỡ thì công việc hanh thông, thuận đà phát triển. Bát bảo tâm kinh đem lại bình an, may mắn, gia tăng phúc lộc. Khi phúc lộc tăng thì công danh sự nghiệp cũng theo đà mà phát triển. Thế nhưng bên cạnh đó thì dưới tác động của thiên quan, bản mệnh dễ nói năng không suy nghĩ, tính tình thì nóng nảy nên hay vướng vào chuyện thị phi, hay nảy sinh mâu thuẫn với cấp trên. Quan hệ với cấp trên không mấy hòa hợp khiến việc thăng chức, tăng lương trở nên khá khó khăn, chỉ có thể dựa vào chính khả năng và thành tích của bản thân mình. Với những người làm nghề tự do thì bản mệnh cần xác định rõ ràng mục tiêu cho mình, không nên quá tham lam làm những việc thiếu đạo đức, bởi những việc làm này sẽ gây nguy hiểm và thị phi cho chính bản thân bạn. Trong năm 2020 thì do ảnh hưởng của Tý Thủy lộ xuất thiên tài và cục diện tương hại nên người tuổi Mùi thường rơi vào tình trạng nóng nảy, dễ bực bội, công việc thì không được thuận lợi, phải làm việc vất vả hơn mọi người. Để công việc được suôn sẻ, gặp ít sóng gió, khuyên anh chị nên thỉnh bát bảo tâm kinh vào vòng tam hợp quý nhân. Vòng tam hợp quý nhân dùng để chiêu quý nhân, khi được quý nhân giúp đỡ thì công việc hanh thông, thuận đà phát triển. Bát bảo tâm kinh đem lại bình an, may mắn, gia tăng phúc lộc. Khi phúc lộc tăng thì công danh sự nghiệp cũng theo đà mà phát triển. Thế nhưng bên cạnh đó thì dưới tác động của thiên quan, bản mệnh dễ nói năng không suy nghĩ. Thế nhưng bên cạnh đó dưới tác động của thiên quan, bản mệnh dễ nói năng không suy nghĩ, tính tình nóng nảy nên hay vướng phải chuyện thị phi, hay nảy sinh mâu thuẫn với cấp trên. Quan hệ với cấp trên không mấy hòa hợp khiến cho việc thăng chức tăng lương trở nên khá là khó khăn, chỉ có thể dựa vào chính khả năng và thành tích của bản thân. Với những người làm nghề tự do thì bản mệnh cần xác định rõ ràng mục tiêu cho mình, không nên quá tham lam làm những việc thiếu đạo đức, bởi những việc làm này sẽ gây ra nguy hiểm và thị phi cho chính bạn. Xét về tài lộc, con đường tài lộc của người Kỷ Mùi trong năm Canh Tý khá thuận lợi do có thiên tài chiếu mệnh, đặc biệt là với những người làm trong lĩnh vực tài chính, kinh doanh, thủy lợi hoặc là thực phẩm. Tuy nhiên, bản mệnh nên biết thế nào là đủ để có thể dừng lại đúng lúc, không nên thấy những mối làm ăn lớn, kiếm lợi nhiều mà đầu tư không suy nghĩ, bởi những quyết định nóng vội có thể dẫn đến những sai lầm không đáng có, thậm chí là có thể khiến bạn rơi vào cảnh tiền mất tật mang, phá sản. Để tài lộc tăng, hãy sử dụng bát bảo tâm kinh. Bát bảo tâm kinh là vật phẩm phong thủy được thiết kế bao gồm mặt trước là hình tượng tám bảo vật của nhà Phật, tượng trưng cho sự bình an, may mắn, mặt sau là bát nhã tâm kinh và ngũ bộ chú, giúp gia tăng phúc đức, phúc vận. Phúc vận tăng thì tuyệt nhiên tài lộc cũng tăng, công danh sự nghiệp thăng tiến. Ngoài ra, trong đời sống hàng ngày, bạn nên có kế hoạch chi tiêu hợp lý, không nên tiêu tiền cho những việc không cần thiết, cho dù là khi tài chính dư giả thì cũng nên biết giữ mình. Xét về tình cảm thì trong năm 2020, người tuổi Kỷ Mùi, dù là nam mạng hay là nữ mạng đều khá vượng trong chuyện tình duyên. Nếu tham gia nhiều các hoạt động tập thể, giao lưu, bản mệnh có thể trở thành một người khá là thu hút, có nhanh chóng xây dựng mối quan hệ thân thiết với những người khác giới. Những người còn độc thân thì cũng có cơ hội may mắn gặp được người thực sự phù hợp với mình. Tuy nhiên thì bản mệnh cũng cần phải chú ý trên phương diện tình cảm này.
phái nam nên biết giữ mình, không nên quá đắm đuối vào chuyện tình cảm mà bỏ quên sự nghiệp. Luôn đề cao tinh thần cảnh giác để nhận ra ai là người thực sự tốt với mình, còn ai tiếp xúc với mình chủ yếu là để lợi dụng. Rất có thể nếu bản mệnh quá cả tin thì sẽ bị đối tượng có ý đồ xấu lừa gạt, khiến bạn phải chịu nhiều hậu quả đáng tiếc. Những người đã lập gia đình thì nên chú ý giữ khoảng cách với những người khác giới, không để những mối quan hệ ngoài luồng gây rạn nứt tình cảm, ảnh hưởng. Với những bạn chưa lập gia đình thì để có được sức hấp dẫn hơn với người khác phái thì nên thỉnh khổng tước phỉ thúy. Khổng tước phỉ thúy là vật phẩm phong thủy hàng đầu với nhân duyên. Nó được thiết kế bằng đá phỉ thúy, trên đó có hình tượng chim công được làm bằng bạc 925. Chim công là biểu tượng của sự sang trọng, quý phái, quyền quý cao sang, nên đây là một trong những vật phẩm phong thủy hàng đầu về kích tình duyên. Xét về sức khỏe, năm 2020, sức khỏe của người tuổi Kỷ Mùi phải chịu nhiều tổn hại do có sao Thương quan chiếu mệnh, cũng như là ảnh hưởng của cục diện Tý Mùi tương hại. Tý Thủy có sức ảnh hưởng lớn, khiến cho yếu tố hỏa của Mùi Thổ bị tổn hại. Tình hình sức khỏe của bản mệnh không khả quan nên cần hạn chế uống rượu bia và các chất kích thích, đề phòng bệnh cao huyết áp, các bệnh vặt như là cảm cúm, nhức đầu cũng thường hay xuất hiện. Ngoài ra thì bản mệnh cũng dễ mắc các bệnh về cơ bắp, xương cốt. Sức khỏe kém trong năm, hãy thỉnh Bát Bảo Tâm Kinh để đem lại bình an, sức khỏe. Bát Bảo Tâm Kinh là vật phẩm phong thủy được thiết kế hai mặt, bao gồm mặt trước là hình tượng tám bảo vật của nhà Phật tượng trưng cho sự bình an may mắn. Mặt sau là Bát Nhã Tâm Kinh và Ngũ Bộ Chú giúp gia tăng phúc đức phúc phần. Phúc phần tăng thì tuyệt nhiên sức khỏe cũng tốt, làm gì cũng tràn đầy năng lượng. Vì thế, người tuổi Kỷ Mùi cần tránh đến những nơi u ám, ẩm ướt, nếu không sẽ khiến cơ thể không thích nghi được, gây tổn hại lớn. Trong năm Canh Tý thì bản mệnh không nên làm việc quá sức khiến cơ thể mệt mỏi, không nên tham gia hoặc xa vào các thú vui như là rượu chè, cờ bạc. Nếu có thời gian rảnh thì nên thường xuyên tham gia các hoạt động ngoài trời, rèn luyện sức khỏe. Thứ hai là chúng ta cùng xét về nữ mệnh. Xét về phương diện cuộc sống gia đạo của nữ mệnh, đối với nữ Kỷ Mùi đã yên bề gia thất thì năm 2020 là một năm tình cảm vợ chồng cùng với con cái luôn vui vẻ và hòa thuận bên nhau. Còn nữ tuổi Dê còn đơn thân thì năm nay là một năm tốt, báo hiệu đường tình duyên gặp nhiều may mắn. Cùng tam hợp tử vi Kỷ Mùi 2020, nữ mạng có các sao Thiên Quan, Lưu Niên, Văn Tinh, Tuyền, Đại Hao, Trực Phù, Long Đức, Mộc Dục, Đà La, Triệt. Đây là bộ sao chủ về ra ngoài làm ăn có sự tiêu pha nhiều hay là có tin vui trong gia đình. Xét về phương diện sức khỏe năm 2020 thì về sức khỏe, quý cô chú ý về máu huyết và cơ thể suy nhược. Cung nhị hợp tử vi tuổi Kỷ Mùi năm 2020, nữ mạng có các sao Phượng Cát, Giải Thần, Thai, Phục Binh, Điếu Khách, Quả Tú, Địa Võng. Đây là bộ sao chủ về trong nhà có sự sửa sang, mua sắm đồ vật, tuy nhiên thì có thai phải chú ý. Sức khỏe kém trong năm thì hãy thỉnh Bát Bảo Tâm Kinh. Bát Bảo Tâm Kinh là vật phẩm phong thủy được thiết kế hai mặt, bao gồm mặt trước là hình tượng tám bảo vật của nhà Phật tượng trưng cho sự bình an, may mắn. Mặt sau là Bát Nhã Tâm Kinh và Ngũ Bộ Chú giúp gia tăng phúc đức, phúc phần. Phúc phần tăng thì tuyệt nhiên sức khỏe cũng tốt, làm gì cũng tràn đầy năng lượng. Xét về phương diện làm ăn, sự nghiệp, công việc làm ăn bình thường, không có mấy sự thay đổi về công việc. Để công việc được suôn sẻ, gặp ít sóng gió, khuyên anh chị nên thỉnh Bát Bảo Tâm Kinh vào vòng tam hợp quý nhân. Vòng tam hợp quý nhân dùng để chiêu quý nhân, khi được quý nhân giúp đỡ thì công việc hanh thông, thuận đà phát triển. Bát Bảo Tâm Kinh đem lại bình an, may mắn, gia tăng phúc lộc. Khi phúc lộc tăng thì công danh sự nghiệp cũng theo đà mà phát triển. Xét về tài lộc thì cung đặt mệnh tử vi tuổi Kỷ Mùi nữ. Xét về tài lộc, cung đặt mệnh tử vi tuổi Kỷ Mùi nữ mạng năm 2020 có các sao Tấu Thư, Thiếu Âm, Hồng Loan. Suy, đây là bộ sao chủ về được quý nhân giúp đỡ và được âm phúc tổ tiên cho, nên gặp hung hóa cát, mọi việc may mắn. Ra ngoài thì gặp được nhiều bạn. Cung đặt mệnh tử vi tuổi Kỷ Mùi nữ mạng năm 2020 có các sao Tấu Thư, Thiếu Âm, Hồng Loan, Suy. Đây là bộ sao chủ về được quý nhân giúp đỡ và được âm phúc tổ tiên cho nên gặp hung hóa cát, mọi việc may mắn. Cung xung chiếu tử vi nữ năm 1979 vào năm Canh Tý thì có các sao Đào Hoa, Phúc Đức, Thiên Hỷ, Dưỡng. Đây là bộ sao chủ về ra ngoài được nhiều người để ý và giúp đỡ. Tiếp theo là tổng
quan tử vi tháng của tuổi Kỷ Mùi năm 2020, tử vi tháng 1 năm 2020 âm lịch. Trong tháng âm lịch đầu tiên của năm Canh Tý thì vận thế của người tuổi Kỷ Mùi xét về tổng thể không mấy thuận lợi, đặc biệt là trên hai mặt sự nghiệp và tình cảm. Thậm chí bản mệnh có thể gặp rất nhiều yếu tố cản trở. Cụ thể trong công việc, nhiều chuyện ngoài ý muốn xảy ra khiến việc phát triển gặp nhiều khó khăn. Nếu người có ý định khởi nghiệp không nên bắt tay vào thực hiện kế hoạch ngay trong mà nên lùi lại kế hoạch, suy tính kỹ càng hơn và chuẩn bị tất cả mọi mặt khi cần thiết. Trên phương diện tình cảm, người còn độc thân không mấy thu hút được các đối tượng khác giới, cộng với cá tính trầm lặng, không thích nổi bật khiến bản mệnh khó có thể tìm được người mong muốn. Tử vi tháng 2 năm 2020 âm lịch. Đến tháng 2 âm lịch, phương diện tài lộc và sức khỏe của bản mệnh có những dấu hiệu khởi sắc, đặc biệt là vào thời điểm cuối tháng. Bản mệnh có thể nhận được những khoản lợi nhuận rất là khả quan. Nhờ có thần tài phù trợ nên bản mệnh có thể đưa ra những quyết định đúng đắn trong lĩnh vực đầu tư hoặc là cổ phiếu. Những người đang làm công ăn lương thì cũng có sự nghiệp ổn định, quan hệ với đồng nghiệp tốt đẹp. Khoảng thời gian cuối tháng thì có thể nhận được tiền thưởng khiến tài chính dư dả. Trên phương diện sức khỏe, bản mệnh có thể mắc phải một vài căn bệnh vặt hoặc là bị tổn thương khi sử dụng những vật sắc nhọn như dao, kéo nên cần phải chú ý nhiều hơn. Tử vi tháng 3 năm 2020 âm lịch. Trong tháng 3 âm lịch thì vận thế của người tuổi Kỷ Mùi khá là ổn định. Bạn có thể có những bước chuyển biến khá tích cực trong sự nghiệp. Những kế hoạch đã đặt ra từ trước cũng có thể thực hiện một cách tuần tự, không gặp nhiều trở ngại khó khăn. Mối quan hệ giữa bản mình và đồng nghiệp cấp trên khá hài hòa. Đồng thời bạn có thể thu nhận thêm nhiều tri thức mới, phát triển kỹ năng trong quá trình thực hiện công việc. Nhiệm vụ được phân công, nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao thì bản mệnh có thể nhận được sự tán thưởng của bạn bè, đồng nghiệp. Vì có những bước tiến tích cực trong sự nghiệp nên tài lộc của bản mệnh cũng vô cùng ổn định. Ngoài ra, những người có công việc làm thêm hoặc có ý định đầu tư thì cũng thu được lợi nhuận ở mức khá, giúp cho nâng cao được chất lượng cuộc sống. Tử vi tháng 4 năm 2020 âm lịch. Vào tháng 4 năm 2020 thì người tuổi Kỷ Mùi gặp khá nhiều biến động trong chuyện tình cảm. Xét về tổng thể thì vận thế có chiều hướng đi xuống, tuy nhiên thì tình hình sức khỏe khá là ổn định. Trong thời điểm này, chuyện tình cảm của những người yêu xa không được như ý, đôi bên có thể để xảy ra tranh cãi, mâu thuẫn vì những chuyện nhỏ nhặt không đáng có. Nhưng may mắn, những mâu thuẫn này không gây ra rạn nứt hay là đôi bên vẫn có thể làm hòa trong thời gian ngắn. Về phương diện sức khỏe, dù là người trẻ tuổi hay là đã lớn tuổi thì đều cần chú ý rèn luyện thân thể. Về phương diện sức khỏe, nên chú ý rèn luyện thân thể, đặc biệt là nâng cao sức đề kháng và miễn dịch. Đồng thời bản mệnh không nên thức khuya, cần phải chú ý trong lĩnh vực ẩm thực, không nên uống rượu, hút thuốc và ăn đồ có nhiều dầu mỡ. Tử vi tháng 5 năm 2020 âm lịch. Bước vào tháng 5 âm lịch, tình hình sự nghiệp của bản mệnh không có nhiều khởi sắc, thậm chí là khá ảm đạm, chuyện tình cảm cũng có nhiều vấn đề không được như mong muốn. Một nguyên nhân lớn gây ra những rắc rối này là vì cảm xúc của người tuổi Mùi lên xuống thất thường, dễ nóng nảy hoặc là xúc động vì một việc nhỏ nhặt, dễ đưa ra những quyết định vội vàng, tâm lý bất an, gây ảnh hưởng lớn đến chất lượng và hiệu quả công việc. Khi đối diện với tình hình này thì bạn cần phải học cách thả lỏng bản thân, suy nghĩ tích cực, thư giãn đầu óc, không nên để những chuyện không mong muốn trong cuộc sống gây tác động tới công việc. Những người đã lập gia đình thì không dành được nhiều thời gian để ở bên nửa kia, đôi bên thiếu đi sự thấu hiểu nên số lần mâu thuẫn chiến tranh lạnh nhiều lên trông thấy. Hãy học cách bao dung cho đối phương, xuống nước xin lỗi khi cần thiết, không nên đặt cái tôi cá nhân quá là cao. Tử vi tháng 6 năm 2020 âm lịch. Tháng 6 năm 2020 âm lịch, tình hình tài chính của người tuổi Kỷ Mùi khá là bình lặng, nhưng sức khỏe lại có dấu hiệu đi xuống khá là rõ rệt. Trong thời điểm này, bản mệnh có mức thu nhập ổn định, chủ yếu là dựa vào mức tiền lương hàng tháng. Số tiền đầu tư vào các lĩnh vực kinh doanh, bất động sản, cổ phiếu tuy không tạo ra nhiều lợi nhuận, nhưng cũng không có dấu hiệu lỗ vốn. Người tuổi này cần học cách chi tiêu hết. Người tuổi này cần học cách chi tiêu tiết kiệm, không nên tiêu xài lãng phí tiền bạc vào những sản phẩm hay là hoạt động không cần thiết. Về vấn đề sức khỏe thì bước vào thời điểm hè nóng nực, cơ thể không kịp thích nghi, dễ chịu tác động khiến bản mệnh thường cảm thấy mệt mỏi, uể oải, viêm, nhiệt, đau đầu. Vì thế cần phải bổ sung đầy đủ nước cho cơ thể, ăn uống lành mạnh, chú ý bổ sung rau và hoa quả có tác dụng thanh nhiệt giải độc, có biện pháp chống nóng hiệu quả. Tử vi tháng 7 năm 2020
lịch. Bước vào thời điểm tháng 7 âm lịch, tài lộc của người tuổi Kỷ Mùi không có nhiều biến động, vẫn giữ ở mức bình bình như tháng trước, nhưng xét trên phương diện sự nghiệp thì có nhiều thay đổi tích cực. Bản mệnh duy trì được trạng thái tâm lý lạc quan tích cực, tiếp tục phát triển theo đúng định hướng từ trước. Cho dù phải đối diện với áp lực công việc khá lớn, nhưng bản mệnh đã biết biến đây thành động lực để tiếp tục cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó, nhận được sự tin tưởng và công nhận của cấp trên. Phương diện tài vận, nhiều khả năng bản mệnh sẽ phải chịu áp lực kinh tế lớn, vì thế bạn nên học cách tiết kiệm và sử dụng tiền bạc hợp lý, không nên tiêu tiền một cách mù quáng hoặc là lãng phí, đặc biệt là những người đã lập gia đình càng cần phải giữ lý trí hơn. Tử vi tháng 8 năm 2020 âm lịch. Phương diện sự nghiệp của người tuổi này thì vẫn có những bước phát triển tích cực, tuy nhiên phương diện tình cảm lại lên xuống thất thường. Trong công việc, có thể bản mệnh sẽ phải đối diện với một vài thử thách hoặc là nội dung công việc mới, nhưng về tổng thể thì bạn vẫn có thể tự dựa vào khả năng của chính bản thân mình để giải quyết và hoàn thành. Người làm trong lĩnh vực marketing, tài chính, bất động sản thì có thể đạt được thành công đáng kể, đồng thời xây dựng được những mối quan hệ xã giao có lợi, tạo nền tảng vững chắc cho sự nghiệp sau này. Chuyện tình cảm của bản mệnh có dấu hiệu nhạt phai do bạn dành quá nhiều thời gian cho sự nghiệp, không chú ý đến gia đình và người yêu, vì thế bạn cần phải quan tâm và trò chuyện với nửa kia nhiều hơn, vì tình cảm vốn luôn quan trọng hơn tiền bạc. Tử vi tháng 9 năm 2020 âm lịch. Trong tháng 9 năm Canh Tý âm lịch thì chuyện tình cảm của người tuổi Kỷ Mùi có dấu hiệu tốt đẹp trở lại, tuy nhiên vấn đề sức khỏe lại có nhiều điều cần phải lưu tâm. Những người còn độc thân thì sẽ có một tháng khá là đào hoa, bạn được nhiều đối tượng khác giới để ý, có thể dễ dàng tìm được người phù hợp với mình ngay trong các tình huống giao tiếp thông thường. Bản mệnh có thể suy nghĩ đến việc xây dựng mối quan hệ tình cảm nghiêm túc và chân thành. Về mặt sức khỏe, bản mệnh dễ cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng, thất vọng hoặc là buồn chán do phải chịu đựng nhiều áp lực công việc và phiền não trong cuộc sống. Khi rơi vào vấn đề này thì bạn có thể thư giãn bằng cách cho bản thân một khoảng thời gian nghỉ ngơi, tham gia du lịch, giao lưu để có những suy nghĩ vui vẻ, tích cực hơn. Tử vi tháng 10 năm 2020 âm lịch, người tuổi Kỷ Mùi phải đối diện với nhiều rắc rối trong sự nghiệp vào tháng 10 năm 2020 âm lịch. Tuy nhiên tài lộc lại không chịu nhiều ảnh hưởng xấu, thậm chí đạt mức ổn định và có dấu hiệu tăng nhẹ. Trong thời điểm này, bản mệnh không có nhiều hứng thú với công việc, thường có thái độ thờ ơ, thậm chí là tắc trách với công việc mà cấp trên giao phó. Vì không có tinh thần tích cực nên hiệu quả công việc không cao, thành tích cũng chỉ ở mức tầm tầm. Ngoài ra thì bản mệnh cần chú ý đến kiềm chế tính nóng nảy, không nên để xảy ra quá nhiều mâu thuẫn, xung đột với cấp trên, gây ảnh hưởng đến sự phát triển trong tương lai. Mối quan hệ của bản mệnh với đồng nghiệp cũng không mấy tốt đẹp, đôi khi vướng phải những chuyện thị phi. Về tài lộc thì may mắn, mệnh chủ sẽ thu được những khoản lợi nhuận ít nhiều thông qua hoạt động đầu tư, tình hình tài chính khá là khả quan. Tử vi tháng 11 năm 2020 âm lịch, tình hình tài chính của người tuổi Kỷ Mùi vẫn duy trì ở mức ổn định nếu so với tháng trước, còn tình hình sức khỏe có dấu hiệu ổn định. Những người trẻ tuổi có ý định khởi nghiệp có thể tìm được những công việc, mục tiêu phù hợp với khả năng của bản thân dưới sự giúp đỡ và ủng hộ của bạn bè, người thân. Bạn có cơ hội gặt hái được thành tích rất khả quan nhờ công việc này, vì thế hãy mạnh dạn tiến hành công việc theo kế hoạch đã đặt ra từ trước nhé. Bản mệnh không gặp nhiều vấn đề về sức khỏe, tuy nhiên thì vì thời tiết đã trở lạnh nên bản mệnh cần phải chú ý giữ ấm, hoạt động thể dục thể thao và ăn uống đầy đủ chất sẽ có tác động rất tốt tới cơ thể, khiến đầu óc tỉnh táo và sản xuất hơn. Tử vi tháng 12 năm 2020 âm lịch, trong tháng cuối cùng của năm Canh Tý, vận thế của bản mệnh có những dấu hiệu khá tích cực, đặc biệt là hai phương diện sự nghiệp và tình cảm phát triển cực rạng rỡ. Trong công việc thì bạn có cơ hội khẳng định tài năng và bản lĩnh của mình, nhất là với những ai làm công việc marketing, bất động sản và tài chính. Bạn không chỉ học hỏi được nhiều kinh nghiệm đáng quý mà còn thu hút được sự chú ý của mọi người, giữ được trạng thái tinh thần tích cực khi hoạt động nhóm, thậm chí nhận được sự biểu dương và khen ngợi của cấp trên. Trong chuyện tình cảm thì nếu cảm xúc của đôi bên đã đến độ chín muồi, đôi bên có thể cân nhắc tới việc đến với nhau, cùng xây dựng một gia đình hạnh phúc. Những người đã lập gia đình thì giữ được bầu không khí hài hòa trong nhà, các thành viên biết quan tâm và suy nghĩ cho nhau. Xét về phong thủy phi tinh năm 2020, xem tử
vi Kỷ Mùi 2020, con giáp này gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp, tài lộc cũng dồi dào, tuy nhiên dễ bị thị phi bủa vây mà gặp phải tai họa khôn lường. Để công danh sự nghiệp được tốt hơn trong năm nay, bạn hãy thỉnh vòng tam hợp hoặc dây bát bảo tâm kinh để mọi việc được suôn sẻ may mắn hơn nhé. Ngoài ra, chuyện tình cảm đào hoa vượng có thể biến thành đào hoa dữ, nên thận trọng giữ mình. Sức khỏe trong năm Canh Tý của những chú dê không thực sự tốt, những áp lực căng thẳng về tinh thần có thể khiến bạn mệt mỏi, dễ đau ốm. Trong năm này, nhị hắc chủ về sức khỏe nhập vào phương chính nam. Đây là bệnh tình có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người sống trong nhà, vì thế bản mệnh cần lưu ý tránh để chỗ ngồi, chỗ ngủ hay là bếp nấu của gia đình nằm ở vị trí này nhé. Nếu có thể thì các bạn hãy thay đổi để tránh tai họa ập xuống. Tứ lục thì chủ về sự nghiệp bay vào phương Tây Nam, muốn thúc vượng sự nghiệp thì có thể đặt bàn làm việc hay là phòng làm việc ở vị trí này trong nhà. Mệnh chủ cũng có thể đặt tượng voi phong thủy trên bàn làm việc của mình để tăng vận quý nhân. Nên lưu ý giữ cho nhà cửa thông thoáng, sạch sẽ, các luồng không khí lưu thông. Như thế thì mới là phong thủy tốt. Những điều tốt đẹp, cát lành luôn đến với gia đình bạn. Như đã hứa ngay từ đầu thì chúng tôi có nói sẽ tặng quà cho các bạn tuổi Kỷ Mùi Thái Tuế Phủ làm bùa may mắn cho mình. Để nhận quà cũng như là thỉnh các vật phẩm phong thủy cho mình, các bạn hãy liên hệ hotline với chương trình, chuyên viên phong thủy may mắn sẽ giải đáp cho các bạn những thắc mắc về tử vi phong thủy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Để thể hiện quan điểm của mình, các bạn hãy để lại quan điểm cá nhân bên dưới phần bình luận để phong thủy may mắn tiếp tục hoàn thiện và phát triển nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.